Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác của anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác của anh em đã truy cập kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và như quý vị và các bạn đã biết, nguồn điện có đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống âm thanh của anh em. Chất lượng của cái bộ dàn âm thanh của anh em có hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn điện. Và clip này thì Quang Minh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác của anh em lọc nguồn điện 30A. Ổ cắm lọc nguồn điện 30A này chỉ có hai loại để quý vị và các bác của anh em đã chọn, thứ nhất là cái loại 6 ổ cắm, 2 4 6 ổ cắm và cái loại 8 ổ cắm này. 6 ổ và 8 ổ là anh em có thể lựa chọn sao cho nó phù hợp với những cái nhu cầu sử dụng của anh em. Vô cùng chắc chắn bền đẹp anh em nha. Đấy, cái trên này là một con mặt đen rất là chắc này. Trên này có 6 ổ cắm, toàn những ổ có tiêu chuẩn thôi, cắm rất là chặt chẽ anh em nha. Còn lọc 30A nguồn điện từ 100 đến 250V. Nghĩa là anh em ví dụ như anh em mà vào 100 thì nó sẽ ra đủ 100, mà vào 220 thì ra đủ 220. Vỏ thì được làm bằng gỗ. Đấy, vô cùng chắc chắn là bền đẹp này anh em nha. Rất là chắc này. Ở dưới là có những cái phía dưới này là có những cái đệm mút cao su chống trơn trượt. Phía bên này thì sẽ có công tắc để tắt bật. Bên cạnh này là cầu chì, trong này là cầu chì con đã đút gắn sẵn vào trong này rồi, cả cầu chì bảo vệ. Phía dưới ngoài cái bốn cái đệm mút cao su bốn góc ở đây sẽ có một cái chân này để anh em tiếp mát nhé. Và trong này thì nó sẽ sẵn ba chân, có cả chân tiếp mát, nhưng tùy vào từng gia đình. Cái nguồn điện trong gia đình anh em nó không có tiếp mát, có rất nhiều cái nguồn điện mà không có tiếp mát thì anh em có thể trong cái hệ thống điện của anh em ấy nó không có đường tiếp mát, thì anh em có thể sử dụng tiếp mát qua chân nữa. Cắm rất là chắc anh em nhé, này bộ tiêu chuẩn anh em này, cắm cực kỳ chắc, có nút cắm rất là chắc này, cực kỳ chắc, không bao giờ sẽ hiện tượng lỏng lẻo, rất là chắc, rất là mút, cắm rất là cực kỳ êm, ổ lại vậy rất là chắc đó. Đấy, có một bộ này mở sẵn này anh em, để anh em có thể tham khảo ở phía trong. Ở bên trong này con lọc Delta, lọc 30A và cái lọc 30A hàng bãi Mỹ xịn anh em này, made in USA. Có rất nhiều clip mà giới thiệu cho anh em con lọc bãi xịn này. Ngoài ra những cái hệ thống, những cái dây dẫn này toàn là tất cả là dây mạ bạc, dây bãi, dây mạ bạc. Trong những ổ cắm thì cũng vậy, là sử dụng những ổ cắm cao cấp, dây dẫn là dây lõi mạ bạc, chất lượng cực kỳ là cao. Đấy, lọc Delta, lọc 30A, lọc bãi Mỹ xịn, mở ra để anh em thấy được cái trong một con lọc 30A, con lọc 30A với thống 6 ổ cắm hoặc 8 ổ cắm thì cũng giá cũng rất là tốt rồi anh em. Hãy một bộ lọc điện, ổ cắm lọc điện 30A này hoàn thiện đẹp đẽ này, tặng kèm những cái dây nguồn. Bộ với 6 ổ cắm này chỉ có 1.550.000 một bộ, và những cái bộ mà 8 ổ cắm, đấy, 8 ổ cắm này thì đắt hơn 100.000, là 1.650.000 một bộ anh em nhé. Đấy, anh em mà thích cái bộ 6 hay là bộ 8 thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh để gửi cho anh em. Đấy, bộ 8 hoặc bộ 6 ấy, cực kỳ đẹp và chắc chắn nhé. Đấy, và ngoài gỗ chắc chắn này. Và ngoài ra anh em nào mà cần nâng cấp lên dây nguồn thì Quang Minh cũng sẽ có rất nhiều dòng dây nguồn để anh em có thể lựa chọn. Dây nguồn bãi Nhật, đấy, dây nguồn bãi Nhật này, dây Hitachi bãi Nhật xịn, dây rất là mềm. Đấy, anh em mà cần nâng cấp thì con mình sẽ gửi cùng. Dây nguồn này có rất nhiều mã khác nhau, từ bình dân lên cao cấp, toàn những dây bãi xịn và đã được Quang Minh Euro tuyển chọn rất là kỹ anh em nha. Đấy, có rất nhiều hãng khác nhau. Đấy, có những sợi và những chỉ vài trăm, có sợi thì vài triệu đến, và thậm chí những sợi nhiều cao hơn nữa cũng đều có. Và trên đây thì Quang Minh có giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác của anh em những cái lọc điện, lọc 30A, bãi xịn, 6 ổ cắm và 8 ổ cắm. Với chất lượng thì cực kỳ đảm bảo cho anh em. Đó, và anh em nào thích cái dòng 6, cái bộ 6 ổ hoặc bộ 8 ổ thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Quang Minh theo số điện thoại 0944737321. Anh em Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm ở cửa hàng ở Đống Đa hoặc là Hoàng Mai. Đó, và Quang Minh xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác của anh em đã theo dõi video của Quang Minh Audio. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ở góc màn hình. Đó, góc màn hình để nhận được những video mới nhất từ Quang Minh. Một lần nữa xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác của anh em trong những video clip kế tiếp.